Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh đây của mình. Và trong cái video này mình sẽ trở lại với series game Forza Horizon 3 ha. Này là những con xe mà ban file mình đã tìm đây nè. Đó, những toàn là những con cổ không phải không? Thích con này kiểu dáng như là thời xưa 1946 tổng thống đi 1974, xe này giống cái xe mà chở xác á, chở cái hòm bên trong á. Con này thôi khỏi bàn. Chạy tổng thống đồ, chung là nhìn quen lắm, chở mấy ông quan chức cấp cao được. Con này là chung là con Lambo đầu tiên mà mình biết nó là có thuộc dạng xe dòng SUV Upright. Nissan Skyline 1993, Nissan Skyline HT 1973, con này chắc là của cố của con này. Super van, xe trong Mr. Bean. Xe cái con xanh xanh mà bị Mr. Bean lúc nào cũng hất hủi á. Con này Sunbeam, Toyota FZ, Volvo, Ferrari FM166M Bacetta. Với con Maserati, hai con này hiện tại đã xong rồi ha. Khui hàng em nói xem. This thing didn't just win Le Mans. That same year, 49, it won the Targa Florio and the Mille Miglia as well. Cái đồ đang con xe kiểu gì đây? 166mm. This is what it's like to be a car. Ôi mẹ con xe à. Ôi siêu xe cổ luôn á. Con này còn hơn cả cổ nữa. Ôi, đúng cổ luôn. Còn một con nữa à, đây còn hai con này hiện tại bây giờ mình sẽ đi tìm luôn ha. Hiện tại có hai cái bang file. Từ con này coi Maserati xem nó đẹp không. The Pininfarina Berlinetta. Oh, cũng they được. Made four of these. Four, that's it. Nó chỉ and làm được, nó chỉ làm có bốn con này thôi. Con này có bốn chiếc trên thế giới this thôi. This feeling is what I live for. Chung là con này có bốn chiếc trên thế giới, hay lắm, mình sở hữu một chiếc đại gia. Ok, test xe. New. Con kia là con Ferrari 6,5 triệu. Chung là chưa được lên 10 triệu ha. Nhưng mà cũng được, để sau này mình sẽ mua con 10 triệu. Sau hai con đó mình khui hàng sau. Cống xả phía trước hả? Chạy gió nó lùi vô sao ta? Nhìn con xe nó kiểu không có, nãy chung là nhìn nó đẹp. Nhưng mà không có khủng bằng con kia. Đúng. Vãi xe, cái cửa chút xíu, cái cửa như cái miếng sắt che lại vậy á. Phía sau thì nguyên cái lớp xe cho nó nặng vô. Xe in hình số 20. Ôi mẹ ơi. Cái bên này, cái tay bên này là cái đồng hồ nào mà thấy được gì đâu. Đó nè, kìa thấy được, kìa gương mặt lên số. Kiếm gì ngộ quá à. Ủa vậy cái phía trước là cái gì? Chứ cái lỗ là cái gì ở phía sau, nó có hai combo nó là sao? Giờ mình sẽ đi tìm cái ban file này. Hiện tại có hai cái ban file cuối cùng đây và đây. Chúng ta sẽ cùng đón chờ xem nó là ai ha. Xe nó đừng ngộ, nó lạ quá à. Phía trước ấy thì gần sát tới ngay cái nắp capo luôn. Phía sau nó dương ra một khúc dài luôn. Chung là xe này bựa thiệt chứ. Trời, nó nằm quá, trời mưa quá. Đi ngang sân bay luôn. Chạy cũng được đó chứ. Ok, tới ban file luôn rồi. Sa mạc luôn hả? Đùa. Kìa, có ngôi nhà kìa. Nhìn là thấy rồi đó. Biết phải hay không thôi. Mà gọi là nhìn nguyên khu này toàn là thấy ở nhà cây không rồi. Xin hỏi có ban file trong này không? Rồi có, hết hồn má ơi. Đây, chính xác luôn. Chính con nhà bà xác. Xe gì? Shall we? Chắc Chevrolet quá.
Mình nghĩ là Chevrolet. It's a Holden Monaro GTS 350 5.7 liter V8 circa 1973 1973. Sorry, it's just this is an emotional moment for an Australian. Xe bên châu Âu, ở bên Úc, cái xe này bên Úc. Xe hiệu gì á? Holden HQ Monaro. I'm taking the Monaro back to the shop. Tưởng đâu giống con. I just need some time alone with this thing. Nhìn tưởng đâu giống giống con. Soon. Đó là giống con chị ta con gì? Chevrolet không? Đây cái bảng đồng hồ đó các bạn nhìn cái kim nè. Nó quay ngược lên. Ủa kim cái dòng tua máy hả? Đâu cái kim kia đâu? Cái kim nó ngộ chứ. Cái tí nữa bây giờ mình đổi xe, đổi qua con Maserati chơi thử. Chơi được con cùi rồi. Ở đâu chơi được con cổ rồi. Không phải cùi, cổ. Vừa qua Maserati. Đây. Ê con này bán nhiêu á? 2 triệu. Dẫn động cầu sau. Ê cầu trước chứ. Cái lù đạn con xe. Cái này cái ống xăng đổ từ đây nè. Đó, đổ xăng nó vô đây luôn. Phía sau này là, chắc là đổ xăng nữa ha. Cái như một loại xăng thứ hai vậy đó. Giờ đi tới ban file thứ hai. Turn around when it is safe to do so. Con này giả đầm quá ta. Kim giả quang à. Đó, đã. Đã quá trời đã luôn, không những mấy con xe cổ này nó cái gì nó hấp dẫn á. Nghe tiếng xe không là thấy đã rồi đó. Kiểu như đạp ga mạnh lên xong rồi vô số một cái vậy đó. Con V8 đây hả? Ở đâu con nãy mới là V8 chứ con này biết cái gì á. Mấy con này là động cơ, cái khối động cơ nó phía trước nên là thường nó làm dẫn động cầu trước luôn ha. Mày. In 400 meters, turn sharp right. Turn sharp right. Trời, ai nói xe cổ không rút được. Rước được mà hơi khó. Rước xong nó thuốc khó chắn một đống luôn. Chung là mình hóng con xe này chạy mưa nó như thế nào ha. Xem nữa gây gạt nước rồi để kiếm chỗ có nước phóng con xe này vô thử. Con hồi nãy mình nghĩ chắc không có nước đâu. Con xe mui trần mà. Ồ, chú tí con xe kia nghe cái tiếng đã chứ tan. Khu này không có nước. Khu này đang bị hạn hán rồi. À, xuống kia có nước nè, xuống tới khu ban khai là có nước á. Khu này là rừng rồi. Đó, bốn con nhóc đi theo. Thì mở tống rồi, tống mở đường trước rồi xem có Pikachu gì không, đứng không. Có rủ mày nó vô uống cà phê đi cho anh chạy qua cái. Xe chưa đăng kiểm biển rồi nha. Rít hơi khó. Quẹo cái lết nguyên xe đi luôn. Rồi là xuống này có nước rồi nè. Ây da, ây da. Su mi nha. Quạt gì có chút xíu vậy. Các bạn nhìn nhìn này rồi đó. Có chút xíu luôn. Xíu à. Nhìn sao nhìn đường trời. Khó nhìn quá. Đỡ qua thử con kia xem. Con này
để mình đổi ở mà hay mình tính nói mình tính đổi đổi qua con Ferrari để mình chạy thử xem nó có gạt nước hay không. nãy không mắc cục rồi, tự nhiên bây giờ nó lại mắc cục nữa rồi. Nay nhiều thứ bệnh quá, mấy bạn thông cảm với mình. À dạ. Ok, calm down. Đợi nó delivery xe tới rồi. Hơi sai nên hơi lâu nha các bạn ơi. Vậy tôi có đếm 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 đâu đó tầm bao nhiêu ta? À, dạ, mắc. Turn around when it is safe to do so. 30 giây. Đang kêu gọi các thằng này đi theo mình. Rồi đứng đây chắn đường xem bằng nào đi ngang mình kêu gọi đi theo cái đã. Mất nó cục nữa rồi. Đây có xe tới đây. Ok, đi. Đông đủ quá rồi. Con này không có gạt kính, không có gạt nước. Ok, và nó không có nướng nó vô xe luôn kìa. Nó nướng lên vô lăng luôn. Dạ. Có chịu thiệt chứ. Đang nói nó nứt một cái. Nướng vô lăng luôn, ướt vô xe luôn. Con này tắm nữa mấy bữa nó chắc nó hư luôn á. Không mà chắc con này á từ thời xưa nó đã có chuẩn chống nước IP68 rồi, cho nên là vô nước thoải mái không có bị gì hết. Em thông cảm là mình vừa nói mình vừa đứt cách nói tiếp được. Chống nước chuẩn IP68 cho nên là vừa nước là vô tư. Ok, bây giờ trong này có một cái ban file. Giờ mình tìm bằng cái này, tại vì cái này đi bằng xe này đi chậm lắm. Nè các bạn nhìn con xe mình nè. Chống nước chuẩn IP68 à. Ok, thăm dò lên núi trước. Trên núi khu này không có gì hết. Cái khu trên núi này là không thể đi được. Ok, bỏ được cái khu đường núi này rồi. Như này có mấy cái xác tàu nè. Mình biết là hơi sai nhưng mà mình đi ra mình xem thử mấy cái xác tàu thôi. Đây như là tàu container ha. Chở hàng gọi là chở hàng bự luôn á. Này các bạn nhìn đó, cái bóng của cái drone của mình này có nước. Chung là đó, toàn là mấy con tàu bự không mà chìm hết trơn rồi. Dưới này là biển luôn rồi. Đó, dưới kia là biển khơi luôn, mình không đi ra được. Đi ra xíu là nó bắt mình lại trong này. Bây giờ đi tìm cái gara đâu đó, đâu trong khu rừng này nè. Tại vì ở giữa là cát cho nên không có nào ngu nào đi xây nhà giữa cái cát hết trơn á. Phải giấu trong mấy cái khu rừng rậm này nè.
Đây, nó đây. Chính xác đây nè. Ok, hàng này mấy đứa. Turn around when it is safe to do so. Ui, nữa. Gần gần ngập cái bánh xe luôn rồi. Mấy con kia nó cao hơn mình thôi, con mình nhỏ xíu rồi, dùng súng rồi. Dự đoán xem là con xe cuối cùng sẽ là xe gì. Mong là mấy con xe nào nó xinh xịn, cổ cổ mà đẹp đẹp. Xe gì mở lên. Ok, wow, okay, me. Wow me. Làm hết hồn đi. Cái what the hell. Dune buggy cool. Dune buggy, xe bỏ hả? Làm những con bỏ. Oh mẹ ơi. Actually, I wanted a Lamborghini Countach, but I figured I couldn't take it on the beach. Xe này dành đi ra biển nữa. Chở nước 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 sóng. Khó chịu quá. Dành chở nước nước sóng, nước gió này kia. Ok, vậy mình sẽ qua đây mình đua ha. Cái lựu đạn nó cứ nó cục hoài khó chịu quá. Mình lấy con Kodiak chơi. Con này tuy là nó gọi là nó yếu hơn mấy con kia nhưng mà được cái là nó tăng tốc siêu nhanh luôn. Do là nó không có dùng hộp số cho nên con nó tăng tốc là siêu nhanh luôn, cho nên thường bây giờ mình đua xe mình lấy mấy con như là B1 là dành cho bám đường, dành cho mấy cái đường mà lượn lên lượn xuống là chơi B1, bám đường siêu siêu đã luôn. Còn đua đường thẳng là lấy Bugatti Chiron hoặc là Koenigsegg Arega 1. Còn mà đua mà kiểu mấy cái đua mà mấy thằng này là kiếm con Regera chơi cho nó khỏe. Ok, đi thôi. Take it back to the shop. We'll have you blasting across the dunes in no time. Bình tĩnh. Đạp nhẹ xíu thôi. Con xe này mình nghĩ nó ngoài đời nó cũng bị giới hạn tốc độ như con Bugatti Chiron hay sao á. Không biết có thật hay không, tại vì con này chạy cảm giác nó xung là xe này mới ra hơn 16, hơn 17 đấy thôi. Con này nó có 4 động cơ ha, một động cơ xăng hay dầu và 3 máy điện, 3 động cơ điện. Mã lực con này là 1500. Con nghe 1500 mã lực. Chung là nó cũng ngang ngửa tới con Bugatti Chiron đó. Chiron cũng bị giới hạn tốc độ tầm 4.20 thôi. Tại vì nếu mà nhanh quá ta sợ nó chạy đốt lớp luôn, thương xe, nói chung là tai nạn thảm khốc quá. Nhanh quá đi không lường trước được. Giới hạn tầm 400 hoặc 420 gì đó. Con này mình chạy tầm 400 là mát rồi, cực kim 405. Cho nên là mình nghi là ngoài đời chắc nó có giới hạn tốc độ gì đó. Thấp đấu với cái thằng khứa Nissan GT-R 2012. 2012 á, cái đèn phía sau nó là đèn gọi là đèn từng phanh. Còn mà 2015 á là đèn chấm. Còn lại mấy con kia là y như nhau hết. Đường nhanh nhất đưa nó thành công, với là đi đường tắt.
Dạ 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 dạ. Người xưa người ta có nói mà, đường mà nhanh nhất đến thành công là đường tắt, có đường tắt cho nó lẹ. Mình hứa cho nó đi theo cái đường này, mình đi đường tắt là xong. Thằng này sao thấp chủng vậy? 280, 370, 65. Thằng nào cũng cao hết trơn á. Có thằng này hơi thấp cái phần CR thôi, nhưng mà được cái fan quá trời, kinh nghiệm cũng quá trời. Thằng này nói chung là thằng này mày đi ra chỗ khác chơi đi mày, tao không tiễn mày. Chết. Rồi ok, bây giờ mình gọi là đã hết cái đường đỏ đỏ là sao ta? Thì nhiên à, cái đường mình đang khám phá hả? Tại vì mình đã hết, gọi là hết cái để làm rồi đó. À còn mấy cái này nè, có cái đua xe này nè, đua vòng. Còn lại là đi ra tới chụp hình rồi hết rồi. Khu nhà là cái khu nhà kiểu như là những cái khu mà từng căn nhà xếp nhau á. Cái khu này là cái khu núi mình không có đi xuống được. Khu nào có đường đi xuống được, còn khu nào như khu này không có đường rồi. À, cái con chỏ của mình cũng tới đây là hết rồi, còn nguyên cái góc chấp thác này là không có bây giờ gặp được. Buồn thiệt chứ. Thôi chạy về đua một cái. Phải gọi là cái thời gian mà nhảy về là siêu nhanh luôn. Còn cái thời gian mà hả chuyển xe đi rồi siêu lâu luôn. Như kiểu nó chuyển xe ra xong dẹp xe kia về, dẹp xe kia về á. Đau kinh khủng. Cái đó mình nhớ là ở dưới mà. Ủa, cái lựu đạn đây nè, chỉ đường tầm 7 không à. Chúng mình siêu xe mà bay cứ như chim bay á. Con này có hai cánh nó bay, con đại bàng quạt bay. Này đua upgrade hả ta? Hình như là upgrade á, cho mình lấy con xe này. A750, A715, BBBB, A773, A800 nè. S luôn. Nhanh vậy. Ây da. Thôi lấy con đốt của Charger chạy. Đẹp. Mình thích cái hai cái dàn đèn led bên ngoài của nó đó. Hình giống con hổ ha. Này phía sau nhìn nó cũng không bình thường, không có đẹp cho lắm, thích phần đầu. Ở sao toàn là SUV không vậy? Lựu đạn được có con Rolls Royce cũng đi đua xe nữa ha. Từ khi nào mà xe sang đi đua xe luôn vậy? Có con xe mọc bự nữa kìa. Này vô đuôi với ai mày? Nặng thì bà luôn. Đường thấy quen quá ta, nhìn đuôi rồi á. Đúng là như đua rồi sao á, đường đúng quen luôn. Nhìn thấy cũng như nhớ cái đường này đua rồi.
chỗ này như có con BMW X5, một con Bentley Bentayga, một con Mercedes G65 với con bự bự một đỉnh chống giáp nhé. Nó là xe chống đạn chứ lộn. Dòng 2 ý trời tối rồi kìa, để đèn đẹp đó là led đó. Ý, đẹp à, qua dòng này nó tới dòng 3. Ui trời ơi, chạy 3 dòng nó cứ ngán ngán sao, tại vì có một chỗ chạy hoài á. Rồi dòng 3, có một dòng của mình là 1 phút 9 giây, là dòng cái dòng mà gọi là nhanh nhất là 1 phút 9 giây 913 khắc. Rồi mình ăn hết luôn. Nãy lúc mà chạy tới khúc này nè, thấy khúc mà tới dòng thứ ba là thấy con mẹt G65 nó sau lưng mình. Bây giờ không thấy con nào hết luôn. Bị bỏ xa rồi, bỏ rơi rồi. Win. Thường thôi. Another win. Ok, thời gian nhanh nhất của mình hiện tại xuống ở chừng 6 giây ha. Giảm được 3 giây. Hey Bob, you just bagged your first championship win of the summer. Nice work. Như mình mới win cái mùa gì ta? Rồi, no, đừng xe nhiều rồi, đừng có chúng nữa. Ok. Không cũng được. You'd better come and get this Monaro GTS or I'm never gonna be able to part with it. Ý, con Monaro nó đã xong rồi nè mấy bạn. Con này mình mới lấy á, tại vì nói chung là có nhiều con á, nó gọi là nó đơn giản á, nó có phục chế lại nhanh lắm. Còn như con Ferrari mà mình đang chạy nãy á, con nó cũng là thuộc hàng hiếm hiếm, cho nên là làm mấy lần mới xong. Ít nhất là như đội của mình chơi là livestream như chắc có tầm 15-20 phút gì nó mới xong con xe, nếu mà chơi liên tục á. Đây một con, còn con cuối cùng là xong rồi đó, hết ban file rồi đó. Chung game này nhìn nó cũng không có gọi là làm nhiều lắm á, chỉ có cái đây là hai con rá trơn rồi nè, Holden với mèo cái hãng này ngộ quá. Con mèo cầm cái dao, cầm cái kiếm vãi. You know what I found when I started working on it? The entire frame was twisted. Ý, đẹp á. That's how much xe này trong phim thấy nhiều á. Phim Mỹ thấy hơi nhiều con xe này. Xe tên gì ta? G gì á. Gọi là vinh dự lắm á, con Lamborghini Murciélago phiên bản sinh viên của mình nó mới lên được gọi là
bảng điểm số có hình sơn ngôi sao. Đây con này Holden HQ 1973. Còn kế bên con này cũng là thuộc dạng xe Banfai luôn, hai con này đều là Banfai hết. Dưới hãng này thích chơi Banfai ta. Xe cổ. Ồ, ý dụ, cổ mà nhìn khó động cơ đúng đẹp luôn. Đẹp quá trời đẹp. Mà tao lấy nghịch nữa hả? Thông không thích. Xe này nhìn quen lắm, trong phim thấy hơi nhiều. Phim nào mình không nhớ mà thời xưa xưa. Bên trong đẹp ấy chứ nhìn được. Mà sao lết bánh ghê vậy? Ôi con này drift hơi được nè, cái bánh nó quay đúng nhanh luôn các bạn nhìn nè. Thì có mưa, bánh nó quay à. Con này mỗi lần mà chạy tốn một khá tiền mua lớp á. Chạy làm tháng 2 tháng nhất mọt hết lớp á. Tiền lùi đây. Ồ, cái tiếng lùi gọi là siêu lớn luôn. Kiểu mà nó dặn, dặn cho tôi máy lên á. Đúng là sao từ xưa khác ha. Chạy cũng mệt mà lùi cũng mệt nữa. Nhúng. Em lùi cho các bạn xem. Lùi. Con này lùi chắc cỡ đoán nó tầm 3, 4, 55, 60 là hết cỡ rồi. Mà cái tiếng nó chắc kêu lớn nhiều lắm á, tiếng đuôi đít luôn á. Chạy chạy ra đường này thử. Mưa nhẹ nhẹ. Má ơi, chiều kia chiều diễn mưa nó quá trời luôn rồi mấy bạn. Trời ơi, đen thui thui lùi luôn, bên này còn mặt trời. Xin lỗi mấy bạn, những cái vụ mà nó cục lên, cái này là không ai muốn hết trơn. Lâu lâu nó mất đất lại cái, chơi vui vậy. Ok, chuẩn bị chơi nè. Tám mươi ba luôn. Hồi là con số ấn tượng á. 83 là dữ rồi, gần mà con siêu xe rồi. Siêu xe nó lùi được tầm 100. Mà có cái con này nó lùi, nó quay bánh ghê quá, cái tiếng đúng ghê luôn á. Tiếng lùi đúng ghê luôn. Để mình test thử speed con này xem. Con này nó có gương bên phải, gương bên trái, đúng rồi. Bên trái không có, gương bên phải à. Nhá cha mày nhá đèn. Sao mà mình tính nhá đèn vậy? Nhá vô mỏ bây giờ nhá. Hai trăm lẻ hai đủ. Mình cảm giác cái game nó bị đứng hình hey, sao á. Rồi 217 max speed cực kim. Con này thế nó thắng từ chiếc kim lên một được tới đây luôn. Này mà gặp tai nạn chắc ối ửa luôn. Con nó cờ chơi không mấy bạn chơi thử. Ê vậy mẹ ổ cái bọn kia ở nó đi ngược chiều kìa. Thế con BMW X5 này nó đang chạy xuống tự nhiên thấy nó giật ngược
giật ngược lại tưởng vụ gì, ai ngờ bọn kia đi ngược chiều. Có cây phía sau rồi mà chui mấy con bậy vậy luôn á. Ít nào nó đang chơi con kia Audi. À, thôi ok, video mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ đăng ký kênh của mình, like video này và chia sẻ lên cho bạn xã hội với mình. Chung là nay có cảm giác người nó mệt mệt, hết nắc cục rồi này kia đủ thứ chân, buồn ngủ nữa. Ok, chào các bạn nha, bye bye. Có gì cho mình xin lỗi các bạn. Chung là mệt quá, không có làm được kiểu hay hài. Ok, bye bye.